Cửa hàng Hoa Lan của mình xin chào cô chú. Và ngày hôm nay từ bên cửa hàng bên con mới nhập về được một số chậu đen mini dây da. Và đây là mini dây da, cây này là cây bót nha cô chú, cây con. Và ngày hôm nay thì cái dòng mini dây da này nó có rất là nhiều màu khác nhau cô chú. Cái cây này là nó màu trắng nhiều nè, nó màu trắng nhiều nè. Còn có cây thì nó màu tím nhiều, và có cây thì nó màu tím luôn. Nói chung mini dây da thì có rất là nhiều màu khác nhau ha. Và con sẽ lựa cho các cô chú mình cái cây thì nó khác nhau chút để cho cái hoa mình nó khác nhau. Và ngày hôm nay thì bên hàng bên con đang bán cây con. Và cô chú mình về mình chăm sóc từ khoảng 6 tới 8 tháng thì sẽ bắt đầu cho hoa bối được rồi. Đây là mini dây da nha cô chú. Cây rất là dễ trồng và nó cực kỳ sai hoa và xuyên hoa luôn. Hoa của nó là rất là nhiều và rất là sai hoa. Đó. Hoa của nó nở rất là lâu tàn nha cô chú. Và có cái mini dây da này của chúng mình nhìn cái hoa của nó rất là nhiều, của chú rất là đã, và hoa là hoa quanh năm luôn ha. Và cái hoa này do nó dính phân thuốc nên nó có màu đốm đớm như vậy đó cô chú. Đây là mini dây da, một cái mặt hoa rất là đẹp. Và ngày hôm nay thì bên hàng bên con đang bán đồng giá là 20.000 một chậu. Thì các cô chú mình sưu tầm ha. Và cô chú mình mua 10 chậu sẽ được tặng một nha cô chú. Đây mini dây da 20.000 một chậu, mua 10 sẽ được tặng một. Và số điện thoại của con là 0908 846 804. Còn địa chỉ thì nằm ở phường 4, Tuyên Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và đang sẽ giới thiệu các cô chú mình xem một số cái hình cây của nó. Và cái mini dây da cây con của con đang trong cái tình trạng hoàn hảo nhất nha cô chú. Và cây này nó đang phát triển rất là tốt luôn. Và cô chú mình nhìn trong cái đồ này nè, không có một cây nào bị rớt lá luôn cô chú, rất là đẹp ha. Đây là mini dây da, và đây là một cái mặt hoa mini Dendro mini. Nói chung là hoa của nó là rất là xuyên hoa, cho hoa là hoa quanh năm luôn, tùy theo cái mình chăm sóc như thế nào thôi ha. Và cái cây này thì nó cho hoa rất là nhiều của chú, hoa của nó rủ xuống rất là đẹp. Và cô chú mình trồng tầm khoảng từ 6 tới 8 tháng là sẽ bắt đầu nó cho hoa bối được rồi. Và cây của con đang trong tình trạng phát triển rất là tốt và rất là lực, mình về mà chăm sóc rất là mau lớn nha cô chú. Này, một số cây mini dây da của con nè, con cho cô chú mình xem cận cái hình cây luôn ha. Đó. Mini dây da. Và cây này nói chung đã bắt đầu đang xuống rễ rất là khỏe rồi. Và ngày hôm nay thì con sẽ ship đơn hàng từ 200.000 trở lên. Và cô chú mình mua 10 chậu sẽ được tặng một nha cô chú. Đây là mini dây da, một cái cây rất là khỏe luôn nè. Đó. Cái cây này mà ngắn ngắn thì nó nhiều thân, còn cao cao thì nó ít thân hơn. Đây, cây cao ít thân nè. Đó. Đây là mini dây da ha. Và ngày hôm nay thì con bán đồng giá là 20.000 một chậu thôi cho các cô chú mình về mình chăm sóc ha. 20.000 một chậu. Còn cô chú nào mà mình muốn mua về mình bán lại, mua giá sỉ á, thì cô chú mình cứ nói con, để con sẽ để giá lại giá sỉ cho các cô chú mình dễ ra dễ bán ha. Đây là mini dây da. Đó, cây rất là khỏe. Đồng giá là 20.000 một chậu cho các cô chú sưu tầm. Và cô chú mình mua 10 chậu sẽ được bên cửa hàng bên con tặng một ha. Đây là mini dây da. Con sẽ đo kích thước cho các cô chú mình xem luôn. Một số cây mà thân nó lớn á, là nó sẽ cao tầm khoảng 4-5 cm là cây nó ít thân á. Còn mấy cây mà nó ngắn ngắn mà nó nhiều thân á, thì nó sẽ tầm khoảng có 3-4 cm nè. Còn cây cây lớn là tầm khoảng có gần 5 cm nè. Mấy cây ngắn thì tầm khoảng 3 cm trở lên ha. Đó. Đây là một cái dòng mà mini. Đó. Này. Mini dây da nhau chú. Đây là kích thước nó nè, kích thước chuẩn cho chúng mình xem luôn á. Mình mua về nó, tôi thấy kích thước chưa. Đây, con sẽ đo cái thước cho chú luôn. Một số chậu ít thân thì nó tầm khoảng 3 cm ha, còn một số chậu bự tầm khoảng 4-5 cm. Đây là mini dây da, một cái mặt hoa nói chung là cực kỳ đẹp, rất là nhiều mặt hoa khác nhau. Và hoa của nó rất là sai hoa và cho hoa quanh năm nhau cô chú, mini dây da. Và số thẩu của con là 0908 846 804. Còn địa chỉ cửa hàng Hoa Lan của con nằm ở phường 4, Tuyến Chánh, thành phố Tân An, Long An.